Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, vận may bất ngờ ập đến. Đây là những con giáp may mắn nhất ngày 28 tháng 11 âm lịch. Đó là các con giáp Tý, Mão, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ được tài tinh chiếu mệnh nên sẽ vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Các bạn sẽ bất ngờ được người thân, họ hàng gửi tặng tiền mặt hoặc những món đồ có giá trị. Không chỉ thế, công danh sự nghiệp của các bạn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nhìn chung, cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu bạn tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình, nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự. Khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn. Và nếu ai đang có kế hoạch kết hôn thì có thể chọn ngày hôm nay để thưa chuyện với gia đình hai bên. Vì ngày 28 cũng là ngày cực tốt cho các bạn về mặt tình cảm, hôn nhân, đại sự. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình nhé! Tuổi Tý, xem tử vi 28 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp. Tam hợp tác động, người tuổi Tý nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ thế mà những rắc rối trước đó được giải quyết nhanh chóng. Thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới cho mình. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, ai cũng sẵn sàng đi theo định hướng mà bạn đã vạch ra trước đó. Tập thể đoàn kết khiến mọi công việc đều tiến triển vô cùng suôn sẻ. Chính tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Tam hợp nâng đỡ giúp vượng nhân duyên, những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hò hẹn với những người khác giới. Hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão, theo tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, chính quan tương trợ, người tuổi Mão nhận được sự nâng đỡ của cấp trên. Vì thế, nếu có điều gì còn thắc mắc, bạn nên chủ động trao đổi để được tháo gỡ, chứ nên giữ mọi việc ở trong lòng. Với người làm lãnh đạo, bạn có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về lĩnh vực đang hoạt động, nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách hợp lý giúp tập thể phát triển. Bạn ngày càng cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng tiến về phía trước. Điểm sáng trong ngày 28 tháng 11 năm 2022 âm lịch với người tuổi Mão nằm ở phương diện tình cảm. Ngày này đào hoa nở rộ, mang tới nhân duyên cát lành, người tuổi Mão độc thân hoàn toàn có cơ hội thoát ế. Hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ để nhanh chóng tìm cho mình đối tượng phù hợp. Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Mão Mộc gặp thân Kim, Mộc Kim xung khắc khiến sức khỏe của người tuổi Mão giảm sút nhiều phần. Bản mệnh dễ ốm vặt, sức đề kháng sụt giảm, mắc các bệnh theo mùa. Lại cộng thêm việc bận rộn khiến không có thời gian chăm sóc mình hay giữ được nhịp sống điều độ. Điều này tác động xấu đến bộ phận thuộc về tiêu hóa, thần kinh. Con giáp này nên ăn nhiều đồ bổ não, chú ý ăn nhiều hoa quả và rau xanh mỗi ngày. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, người tuổi Thìn được tam hợp trợ vận nên mọi chuyện tiến triển suôn sẻ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những khách hàng lớn, đem lại nguồn tiền hứa hẹn trong tương lai. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện đúng hợp đồng. Với người làm công ăn lương, bạn gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết công việc nhanh chóng và tháo vát. Đây là một bước đệm cần thiết để bạn có thể thăng tiến nhanh chóng. Hãy tiếp tục vươn lên chứ đừng bao giờ dừng lại. Thổ sinh kim, người độc thân thành thật đối diện với cảm xúc của mình chứ không còn trốn tránh như trước. Người ấy chắc chắn thấu hiểu được tình cảm của bạn và cho bạn một cơ hội để bày tỏ. Cảnh báo tình trạng sức khỏe đang báo động đối với ai đang có bệnh nền. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Để duy trì sức khỏe, bạn có thể tập những bài thể dục nhẹ nhàng hoặc nếu cần có thêm động lực, hãy rủ thêm cả người thân trong nhà nữa nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp cho thấy rằng
Do có nhị hợp phù trợ, người tuổi Tỵ tin tưởng vào khả năng của bản thân mình nên sẵn sàng nêu ý kiến trước tập thể. Quan điểm của bạn có thể khiến ai nấy đều đồng tình, giúp tập thể có bước phát triển mới. Bản mệnh còn có cơ hội gặp được người cùng chí hướng trong hôm nay và đôi bên có thể hợp tác nhanh chóng. Những quan điểm trùng lập liên tiếp khiến hai người nhanh chóng hiểu nhau và trở nên thân thiết. Hỏa khắc kim, tiếc rằng quan hệ vợ chồng của con giáp này lại thiếu đi sự ổn định. Hai người thường xuyên cãi cọ nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Thoạt đầu chuyện này không có gì, nhưng dần dần ai nấy đều sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Về cơ bản, thể trạng của người tuổi Tỵ trong ngày này khá tốt, tinh thần phấn khởi khi công việc, tài lộc, tình duyên đều hanh thông là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe của bản mệnh duy trì ở mức ổn định. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và luyện tập thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Xem tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2022 âm lịch, thực thần đem lại cho người tuổi Thân tin vui trên phương diện tài lộc. Với người làm công việc tự do, bạn nhận được khoản tiền thù lao sau khi đã hoàn thành tốt hợp đồng được ký kết. Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã sắp xếp thời gian để làm thêm các công việc tay trái, thì nay là lúc bạn tận hưởng thành quả. Túi tiền rủng rỉnh khiến bạn sẵn sàng mua những món đồ thiết yếu trong gia đình. Tuy nhiên, kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù là ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức khiến cơ thể bị chấn thương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, dưới sự thúc đẩy của tam hợp, người người tuổi Dậu trở thành tấm gương sáng để mọi người trong tập thể noi theo. Bạn luôn sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được phân công, không vì khó khăn, khúc mắc mà nghĩ đến việc từ bỏ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường nên chẳng còn sợ kẻ xấu tìm cách phá hoại. Nếu có thể, bạn nên dần suy tính đến việc mở rộng thị trường, thu hút những đối tượng khách hàng mới. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Mậu Thân tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Dịch Thổ, ngày Mậu Thân thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Thân Lục hợp Tỵ, Tam hợp Tý và Thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá Tý tuyệt Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.